được Diêm Vương vừa hận vừa yêu thì cảm giác sẽ như thế nào? Anh chàng này vừa mới trước thi xuất hiện trước mặt Diêm Vương, mà cái lý do anh tới đây thì cực kỳ ngớ ngẩn. Mà phải nói đây là Lưu Mang, anh ta là một tác giả tiểu thuyết, chết với cái lý do vô cùng kỳ cục và giờ đang phải đối mặt với Diêm Vương. Diêm Vương trách tội chết của Lưu Mang là vì ông đang là fan cứng, một con nghiện chuyện của tác giả Lưu Mang. Nhưng cuốn tiểu thuyết này lại có cái kết đắng cay lòng người, làm cho Diêm Vương vô cùng tức giận, các tuổi thọ của Lưu Mang đi cho cậu ta xuống âm phủ sớm hơn. Giờ đây Diêm Vương sẽ cho Lưu Mang một cơ hội mới là chuyển sinh cậu ấy đến thế giới của cuốn tiểu thuyết của chính mình. Nhiệm vụ là phải thay đổi cái cục tận thế sau 10 năm trong sách, nếu không thì cuộc đời về sau của Lưu Mang sẽ sống cô độc đến cuối đời. Đến mùi của gái cũng không ngửi thấy, Lưu Mang nghe những lời này của Diêm Vương cay quá, chửi bới nhưng cũng không làm được gì. Mình chỉ là một tác giả viết chuyện, ai biết được Diêm Vương đọc thấy không hay lại còn cho mình luôn vào cái thế giới mà mình viết ra chứ. Lưu Mang bị hai anh đầu trâu mặt ngựa ném xuống Tam Đồ Hà, chính thức có một cuộc đời ở thế giới mới. Cứ tưởng là cậu sẽ được chuyển sinh thành nhân vật chính như trong tiểu thuyết cậu viết thì ai ngờ lại chuyển sinh thành nhân vật phản diện tồi tàn nhất trong thế giới mà cậu viết chứ. Tên mới của Lưu Mang bây giờ là Lý Vũ Quả, một tên đồi bại chuyện xấu gì cũng làm. Bị nhân vật chính trong chuyện cậu viết tên là Diệp Quỳnh mưu sát, nhưng cậu cũng chẳng cần phải lo vì trong chuyện cậu viết, 10 năm sau cả thế giới đều bị tận diệt, bất kể là nam chính hay nữ chính hay bla bla gì đấy thì vẫn phải chấm hết. Nhưng Vũ Quả nhớ ra là mình là người sáng tạo ra thế giới này, cũng có thể nói là biết mọi thứ, thế thì còn phải sợ gì nữa chứ. Đang ảo tưởng thì cậu bất ngờ bị một cái hộp rơi vào đầu, đây là thùng đồ mà Diêm Vương tặng làm hành trang cho cậu thay đổi thế giới. Trong đó có một lọ hạt tiêu và một bức thư. Trong thư Diêm Vương nói mình đại phát từ bi thưởng cho cậu một hệ thống hoàn thành nhiệm vụ, tên là A Lý Mama. Lý Vũ Quả vừa đọc xong thì cái hệ thống A Lý Mama kia hiện lên. Thì ra hệ thống này giống như một cái chợ, nhưng hàng ở trong này toàn là đồ hiện đại. Để nói rằng, nhân vật chính mà Lý Quả viết chính là dùng hệ thống như vậy để một mạch phát vang tiến mạnh, thăng quan tiến chức nhận chức trưởng môn, cưới vợ vừa giàu vừa đẹp, đi đến đỉnh cao cuộc sống. Mỗi tội cái hệ thống của anh ta thì bốc thường, con của Lý Vũ Quả là mua. Giờ thì Lý Vũ Quả đã thêm phần tự tin thay đổi vận mệnh tận diệt vào 10 năm sau. Mà bây giờ trong tay cậu chẳng có 1.000 nào lấy đâu mà mua đồ chứ. Còn đang ủ rũ thì cậu cảm giác được một luồng khí lạnh ở sau lưng. Không ngờ đó chính là Nạp Lan Mộng, người vợ của Lý Vũ Quả trong tiểu thuyết. Cô ấy đến đây là vì bắt Lý Vũ Quả về nhà, không cho đi chơi nhang quậy làm chuyện vớ vẩn, mà để giới thiệu qua đẳng cấp võ giả trong thế giới này từ cao đến thấp phân biệt như sau: võ đế là lớn nhất, rồi đến võ thánh, võ tôn, võ tông, võ hoàng, võ vương, võ linh, đại võ sĩ, võ sư, võ giả và vợ của Lý Vũ Quả. Nạp Lan Mộng đang ở mức võ linh, cô ấy là con gái thứ 9 của Tam Vương gia tướng quân Hào Thiên Quốc, Thường Thắng. Tuy chỉ mới 19 tuổi, nhưng thực lực đã ở võ linh, còn chồng cô ấy là Lý Vũ Quả, cũng chính là nhân vật chính của chúng ta bây giờ, lại danh chấn thiên hạ là Nguyễn Phạn Vương, tu vi đã dừng lại ở mức thấp nhất. Võ giả 10 năm không có chút tiến bộ nào, Lý Vũ Quả ngồi trên ngựa cùng Nạp Lan Mộng có chút gượng gạo, thấy mùi thơm nồng trên người cô ấy thì không chịu được, tiến sát lại gần một chút. Vì đây là lần đầu của cậu ta, ở kiếp trước thì nam chính suốt ngày ở nhà viết chuyện nên không được ngửi mùi hương thần kỳ nhất thế giới này. Nhưng mà chưa kịp động vào Nạp Lan Mộng thì đã bị cô ấy đe cho sợ quá mà rụt tay lại. Nạp Lan Mộng đưa Lý Vũ Quả về nhà ở Nạp Lan Thành, thành chủ phủ. Cô ấy đưa Lý Vũ Quả đến từ đường, quỳ xuống thắp hương cho cha mẹ của Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả nhìn bài vị của cha mẹ mình, Lý Quả Nghĩa, nhớ đến tiểu sử trong tiểu thuyết mà mình viết. Lý Vũ Quả tuy bất kham nhưng phụ thân lại là Chiến Hào Thiên Quốc, danh tiếng oanh liệt, phục ma tướng quân, kết bài huynh đệ với phụ thân của Nạp Lan Mộng, Tam Vương gia, gọi là Hào Thiên Song Hùng. Vì vậy Lý Vũ Quả mới có tư cách thành thân với Nạp Lan Mộng, nhưng vì chế Lý Vũ Quả yếu đuối vô năng, hai người chưa từng động phòng. Nếu không phải vì tôn kính ông bà, Nạp Lan Mộng đã bỏ Lý Vũ Quả từ lâu rồi. Theo tiểu thuyết mà Lưu Mang viết, nửa năm sau nhân vật chính giết đến Nạp Lan Thành, Nạp Lan Mộng dốc sức chiến đấu nhưng không địch lại, người ta thành chết. Lúc mà Lý Vũ Quả tỉnh ngộ thì cũng đã muộn rồi, nhưng bây giờ Lý Vũ Quả chỉ còn là cái xác. Bên trong đó là người sáng tạo ra thế giới này, Lưu Mang có thể lấy cái tên Lý Vũ Quả để phát triển Nạp Lan Thành, đợi đến lúc nam chính đánh đến đây thì có thể ứng chiến một phen. Bây giờ điều cậu cần làm là thử lấy tiền ở ngoài hiện thực xem có thể dùng trong A Lý Mama không, nghĩ là phải làm. Cậu xin Nạp Lan Mộng 100 lượng. Nạp Lan Mộng nghe thấy thằng cha này lại xin xỏ mình thì tưởng cậu ta đi đánh bạc, ai ngờ Lý Vũ Quả nghĩ đến việc kinh doanh, làm phát triển vùng đất Nạp Lan Thành. Cậu ấy nói lên vị trí đắc địa mà Nạp Lan Thành đang ở, nơi đây quy tụ nhiều thương nhân khách giả qua lại, từ đó có thể phát triển làm thay đổi nền kinh tế. Nạp Lan Mộng nghe những lời này của Lý Vũ Quả thì không tin người chồng bất tài của mình lại có ngày suy nghĩ đến việc kinh doanh. Lưu Mang sợ mình bị phát hiện là đã chuyển sinh thành, đột một thay đổi như vậy làm Nạp Lan Mộng nhận ra thì có mà toang, nhưng đúng thật là cậu đã thành Lý Vũ Quả. Nên giờ chúng ta gọi nhân vật chính là Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả không muốn mình bị phát hiện thì nói bừa, Nạp Lan Mộng cũng không hề tỏ ra bất ngờ nữa. Đôi mắt gai góc như bình thường, nhưng Nạp Lan Mộng vẫn cho Lý Vũ Quả 50 lượng. Lý Vũ Quả có 50 lượng trong tay thì đi thử xem có dùng được trong cửa hàng A Lý Mama không. Lý Vũ Quả vừa đi vừa hát, chỉ để lại Nạp Lan Mộng cùng mấy cô hầu ngơ ngác, không biết là cậu ta có thay đổi thật không. Lý Vũ Quả ra phố thì của Nạp Lan Thành, xung quanh đây có thương nhân, có cả ăn mày. Lý Vũ Quả thử bật cửa hàng mua sắm trực tuyến A Lý Mama lên,
thấy được không số tài khoản lên thành 50 lượng thì vui, đang đứng loay hoay thì một ông thương nhân nào đó chạy tới, nói rằng người thấy có mùi hạt tiêu trên người Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả lấy ra lọ hạt tiêu mà lúc trước Diêm Vương có tặng cho mình, lắc lắc cho ông thương nhân này thưởng thức vị hạt tiêu của thế giới hiện đại nó dã man như nào. Vị thương nhân kia thích hạt tiêu này quá liền trả giá 50 lượng, rồi tăng dần dần lên 200 lượng. Thấy hạt tiêu của mình bán được giá như vậy thì Lý Vũ Quả liền chốt đơn và vị thương nhân giới thiệu mình tên là Thạch Đại Thành. Ông ta vì thất mối làm ăn nên gạ Lý Vũ Quả bán thêm cho mình nhiều hạt tiêu như thế này hơn. Nhưng Lý Vũ Quả muốn ông ta cho mình xem thành ý của ông ấy như thế nào. Thạch Đại Thành đưa Lý Vũ Quả đến quầy hàng của mình, tùy ý cho cậu ấy chọn một món đồ trong những món hàng đó. Lý Vũ Quả nhìn qua thì lấy một loại hạt hoa chủng rồi rời đi. Lý Vũ Quả sau khi đi thì khởi động cửa hàng A Lý Mama, kiểm tra vật phẩm mới, Nguyệt Linh Thảo. Không ngờ loại hạt mà cậu vừa lấy kia là Linh Thảo, có thể tập hợp linh khí, có lợi ích lớn cho việc tu luyện. Đang vui mừng vì có món đồ ngon thì cậu phát hiện trong giao diện của cửa hàng A Lý Mama có xuất hiện thêm một dòng chữ. Nó hiển thị lên phần trăm nhân vật phản diện và nhân vật chính. Lý Vũ Quả là nhân vật phản diện đang được 2% và Diệp Quỳnh nhân vật chính đang được 98%. Cướp cơ hội của đối phương có thể thu được phần trăm điểm. Nếu phần trăm của Lý Vũ Quả xuống dưới 0%, ngày tận diệt của chuyện có thể đến sớm hơn. Đang suy nghĩ thì Lý Vũ Quả nghe có tiếng người bàn tán ở bên cạnh. Thì ra là có một anh trai bán một thanh đao của mình với giá 80 lượng để cứu người nhà, nhưng không ai thèm mua, còn bị người dân chê cười khinh bỉ. Lúc này Lý Vũ Quả từ đâu ra ngăn lại, cậu cho anh trai kia 100 lượng để đi ứng cứu người nhà của mình. Anh trai này cảm kích quá, quỳ xuống giới thiệu tên mình là Quan Vân Phàm, ơn cứu mạng này của Lý Vũ Quả suốt đời không quên. Lý Vũ Quả không đòi hỏi gì cho anh ta về nhà, mấy người dân bên cạnh vẫn giữ trong mình tưởng tượng về Lý Vũ Quả cũ, ăn chơi đổi bại. Nên nói cậu ta đã dùng 100 lượng kia cho một tên lừa gạt, nhưng Lý Vũ Quả chỉ đứng yên cười lớn, đuổi mấy tên dân hèn này đi. Lúc này cậu ta mới nhớ lại, người tên là Quan Vân Phàm vừa nãy, chính là hiệt đạo đầu tiên trong thiên hạ, Tặc Hoàng Quan Vân Phàm. Tặc Hoàng vốn dĩ được nam chính Diệp Quỳnh cứu giúp, trở thành huynh đệ trung thành đến chết của hắn. Thật không ngờ bây giờ Lý Vũ Quả đã gặp được trước. Chuyến này không chỉ kiếm được 100 lượng mà còn kết giao với bảo bối lợi hại Tặc Hoàng. Giờ thì cậu đã lãi lớn rồi. Lý Vũ Quả về nhà với số tiền vừa kiếm được, đưa cho Nạp Lan Mộng thì cô ấy rất bất ngờ. Lúc này, một giọng nói khinh bỉ bảo rằng Lý Vũ Quả đi đánh bài mà có được số tiền bẩn đó. Lý Vũ Quả nhìn hướng của giọng nói kia, thì ra là Lý Ngọc Đường. Để nhớ lại, trong tiểu thuyết cậu ấy viết Lý Ngọc Đường là anh trai nuôi của Lý Vũ Quả, đã có thực lực võ sư, làm việc dưới trướng Nạp Lan Mộng, yêu thầm Nạp Lan Mộng nhiều năm, vẫn luôn muốn diệt trừ Lý Vũ Quả để chiếm đoạt. Nạp Lan Mộng nghe Lý Ngọc Đường nói vậy thì tra hỏi Lý Vũ Quả, nhưng Lý Vũ Quả liền nói ra lý lẽ rõ ràng làm cho Nạp Lan Mộng tin. Cô ấy đưa cho Lý Vũ Quả 50 lượng, chỉ lấy 50 lượng tiền vốn. Lý Ngọc Đường thấy Lý Vũ Quả lấy được lòng tin của Nạp Lan Mộng cay cũ, trong lòng lên kế hoạch diệt trừ Lý Vũ Quả để có được Nạp Lan Mộng. Buổi đêm đã đến, Nạp Lan Mộng và Lý Vũ Quả ngủ chung phòng nhưng vẫn chưa chung giường nhiều năm. Lý Vũ Quả cũ mỗi tối đều mặt dày mò lên giường nhưng bị ăn đạp bay ra. Lần này Lý Vũ Quả tự mình đi ra phòng khách ngủ khi cô ấy còn chưa tiếp nhận mình. Lý Vũ Quả ra ngoài phòng khách, nghĩ đến lúc mình viết tiểu thuyết có nói rằng giấu một bảo bối ở đây. Ở tập trước, Lý Vũ Quả đã được Diêm Vương đưa đến thế giới chuyện do chính tay mình viết. Cậu ta sau một ngày đến đây rong ruổi cũng kiếm được không ít lời. Buổi tối do vẫn chưa được vợ mình, Nạp Lan Mộng chấp nhận nên không dám ngủ chung, đành phải ra phòng khách. Mà Lý Vũ Quả ra phòng khách cũng vì ý định của mình. Cậu ta vừa ra đây để tránh mặt Nạp Lan Mộng, vừa có ý định tìm kho báu của cha mình để lại. Kho báu đó là một cuốn y thế công pháp bí tập gọi là Liệt Dương Thần Giám, chí cương chí dương, kích thích dương khí toàn thân. Vì đây là bộ công pháp mà chính tay Lý Vũ Quả đã viết trong tiểu thuyết nên cậu đã nhanh chóng tìm được vị trí của nó. Công pháp và vũ khí cũng có cấp bậc như tu vi, nó lần lượt từ thấp đến cao, lương phẩm là thấp nhất, rồi đến tinh phẩm, cực phẩm, chí chăn và cao nhất là thánh khí. Bộ công pháp Liệt Dương Thần Giám này chính là ở hàng chí chăn, phải nói là chân quý nhất ở Nạp Lan Thành này. Lúc này Lý Vũ Quả cũng nghĩ đến Nguyệt Linh mà hồi sáng mình mua, vuốt nó xuống ánh trăng để lớn nhanh hơn. Nguyệt Linh Thảo dưới ánh trăng nở siêu nhanh, mà không cần cám tăng trọng, thứ này có thể tập hợp linh khí xung quanh, giúp ích rất lớn cho việc tu luyện. Giờ thì Lý Vũ Quả bắt tay vào việc chính thôi. Cậu tu luyện bộ công pháp Liệt Dương Thần Giám, nhờ có Nguyệt Linh Thảo mà nguyên khí không ngừng tập hợp lại, biến thành bổn mạng linh khí hết cho cậu ta. Ngày hôm sau, không ngờ một đêm mà Lý Vũ Quả có thể từ võ giả lên võ sư, hiệu quả tu luyện của cậu ta phải nói là cực nhanh. Nhưng đang vui mừng thì cậu bị dính tác dụng phù của Liệt Dương Thần Giám, đúng như cái tên, tứ chi của cậu đều căng thẳng. Và cả cái chi thứ 5 đang không điều khiển được mình, thì đúng lúc này Nạp Lan Mộng đến. Nạp Lan Mộng thấy Lý Vũ Quả vẫn đổi bại như cũ thì tức giận quay đi. Lý Vũ Quả ở lại không biết giải thích như nào, vẫn không thay đổi được suy nghĩ của cô ấy về Lý Vũ Quả cũ, dù cho mình đã chuyển sinh đến đây. Lý Vũ Quả ra đường phố Nạp Lan Thành để kiếm tiền, thay đổi ấn tượng của Nạp Lan Mộng về mình. Hơn nữa tối qua cậu ta đã dùng cạn Nguyệt Linh Thảo. Phải tìm gã thương nhân ngày hôm qua nghĩ cách mới được. Lý Vũ Quả vừa đi đến một con ngõ thì tự nhiên thấy trống vắng, trong lòng cảm giác được không may, thì đúng là không may thật. Mấy tên sơn tặc không biết từ đâu chạy một đám đến đòi lấy đầu của Lý Vũ Quả.
nói rằng là có người mua. Lý Vũ Quả ngạc nhiên vì không biết người nào lại mua mạng của mình. Mà cũng đã đến lúc cậu ta test thử những gì đã học được của Liệt Dương Thần Giám. Người đầu tiên trong đám sơn tặc kia lao lên, bị Lý Vũ Quả dùng vào quyền đấm trong một cú lủng người. Tên cầm đầu trong đám sơn tặc nhận ra Lý Vũ Quả là võ sư, không phải là phế vật như trước. Lý Vũ Quả vừa phối hợp với tâm pháp Điệp Dương Thần Giám. Quyền pháp nhập môn thông thường lại có uy lực chính là như này. Giờ thì cậu có thể tự tin rồi, vào đi các em. Cứ tưởng là mấy tên sơn tặc kia bị đi phong của mình chèn ép, ai ngờ nó còn sung hơn. Giờ thì Lý Vũ Quả vào thế khó rồi, bên địch cả người cả ngựa đều khỏe. Chưa chắc đã ăn được, đang cắn răng suy nghĩ thì Vân Phàm xuất hiện. Anh ta chỉ lướt qua một cái là tiến ba tên sơn tặc về trời. Chỉ để lại một tên để tra hỏi, tên sơn tặc này khai là Lý Ngọc Đường đã thuê bọn chúng để giết Lý Vũ Quả. Và hắn còn nói thêm, bình thường Lý Ngọc Đường bao che cho bọn sơn tặc cướp bóc. Tất cả vật phẩm cướp được chia cho hắn một nửa. Tối qua Lý Ngọc Đường đến tìm lũ sơn tặc này yêu cầu giết Lý Vũ Quả. Tên sơn tặc này vừa nói hết câu thì quan Vân Phàm cắt đôi đầu hắn. Nhưng đó lại không theo ý muốn của Lý Vũ Quả. Vì nếu mất tên sơn ta cầm đầu rồi thì còn đâu chứng cứ để buộc tội Lý Ngọc Đường nữa. Thôi thì bây giờ Lý Vũ Quả chỉ có thể kiếm tiền. Làm cho Nạp Lan Thành trở nên phồn vinh, bách tính hạnh phúc đủ đầy thì còn sợ gì một Lý Ngọc Đường sâu cỏ làm loạn chứ. Quan Vân Phàm nghe những lời nói như muốn hoa hồng dạy này của Lý Vũ Quả. Phục càng thêm phục, nguyện đi theo Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả vội đỡ Quan Vân Phàm dậy, trong lòng cậu ta vô cùng vui sướng. Vì trong chuyện mà cậu ấy viết, Tạc Hoàng Quan Vân Phàm có võ linh thực lực, cướp hắn cũng tức là cướp đi đội hữu quan trọng của nhân vật chính Diệp Quỳnh. Điều đó làm cho phần trăm của vai phản diện có tăng lên một chút, phần trăm nhân vật chính giảm xuống 97%, mà Lý Vũ Quả cũng có thêm một kỹ năng mới, có tên là một chút cơ hội. Có thể nói là sự may mắn của cậu trong thế giới này cũng lớn hơn một chút rồi. Lý Vũ Quả hưng phấn cùng Quan Vân Phàm đến chợ để kiếm tiền, cậu ta lại tìm đến Thạch Đại Thành, vị thương nhân hôm qua để trao đổi. Hôm nay Lý Vũ Quả có đường, muối và những gia vị khác để bán, đây đều là hàng nhập từ A Lý Mama. Thạch Đại Thành vừa thấy Lý Vũ Quả lôi ra muối thì vội vàng kêu cậu ta giấu đi, vì bán muối bây giờ là phạm pháp. Lý Vũ Quả sau một lúc ngớ người mới nhớ ra, muối ở thời cổ đại khó mà sản xuất được, lại là tất yếu phẩm, bình thường không để tư nhân buôn bán, thế là Lý Vũ Quả mau cất lọ muối kia đi. Đúng lúc này ở cách đó không xa, một tên có đeo khăn che mặt thần bí nào đó đã quan sát được cảnh Lý Vũ Quả cầm lọ muối, có vẻ như điều không may sắp đến với cậu ta. Lý Vũ Quả không bán được muối, lại lôi ra mấy thùng rượu này đối với Thạch Đại Thành không chỉ hiếm, mà mấy cái lọ thủy tinh đựng rượu cũng hấp dẫn không kém, vì ở thời cổ đại này mấy thứ này thực sự vô cùng đắt và quý giá. Thạch Đại Thành sướng quá ôm chân Lý Vũ Quả đòi mua chỗ kia, một lúc tính toán thì ông ra giá 8 vạn lượng. Lý Vũ Quả nghe đến con số này thì ngoài mặt ung dung, nhưng trong lòng sướng vô cùng. Kiếp trước cậu ta ở nhà viết văn chưa từng động đến nhiều tiền như thế này. Thạch Đại Thành cộng thêm hàng hóa lần trước tổng cộng là 10 vạn. Đưa cho Lý Vũ Quả một cái vòng không gian, chỉ cần Lý Vũ Quả nén ý niệm xuống thì sẽ thấy ngân lượng ở trong đó. Đây chỉ là vòng tay không gian giá thấp của Chân Nguyên Tông xuất phẩm, mà nhân vật chính Diệp Quỳnh cũng chính là ở Chân Nguyên Tông. Lý Vũ Quả lấy được tiền thì hỏi chỗ mua pháp khí. Thế là Thạch Đại Thành dẫn cậu ta đến một thương đội đi kinh thành. Ở đây không chỉ bán pháp khí mà còn bán cả người. Lý Quả nhìn những người ở đây, không ngờ trong chuyện mình viết lại tạo ra những người nô lệ cực khổ như vậy, làm Lý Vũ Quả có hơi ân hận. Khi cậu lướt qua bảng tên của đội xe này thì phát hiện đây là Châu Khí Thương Hành, chính là nơi nhân vật chính Diệp Quỳnh nhặt được đại lâu. Lần này thì Lý Vũ Quả phải kiểm tra xem trong số nô lệ này có nhân vật nổi tiếng nào hay không. Thế là cậu lại lòng vòng, quả nhiên nhìn thấy một nhân vật không hề tầm thường. Về sau đang muốn coi người nô lệ kia thì cậu chạm mặt Châu Bát Chỉ, trưởng quỹ Châu Khí Thương Hành. Đây là một người vô cùng kinh doanh, nên Lý Vũ Quả đã phải dùng một ít mẹo vặt để mua một cô bé nô lệ rách nát ở trong. Sau một hồi lừa lọc thì cậu cũng đã lừa được Châu Bát Chỉ để có được cô bé nô lệ này. Cậu mua được cô bé nô lệ kia ra thì cho cô ấy ăn một viên đan dược hồi phục lại thân thể. Rồi cậu nhẹ nhàng ân cần nói cười đưa cô ấy về nhà. Cô bé kia ngơ ngác nhìn Lý Vũ Quả, không ngờ mình cũng gặp được một người tốt như vậy. Như đúng lúc này, một thằng trẻ trâu nào đó lại đến và coi Lý Vũ Quả như một tên ác nhân. Lý Vũ Quả giật cả mình không biết thằng trẻ trâu nào lại đến tìm mình. Lúc này thì tên kia giới thiệu, mình chính là Diệp Quỳnh. Lý Vũ Quả nghe đến cái tên Diệp Quỳnh thì giật mình, vì đây chính là nam chính vốn dĩ của tiểu thuyết mà cậu viết. Lần này Diệp Quỳnh đi ngang qua đây nhìn thấy cảnh này thì tưởng rằng Lý Vũ Quả đang làm chuyện ác muốn thay trời hành đạo. Lý Vũ Quả thấy cái tính cho mình là trung tâm của hắn nên biết chắc sẽ không nương tay. Đúng như vậy, Diệp Quỳnh lao đến tấn công Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả phải để cô bé kia sang một bên, trêu Diệp Quỳnh. Diệp Quỳnh lôi ra Chân Nguyên kiếm pháp xiên Vũ Quả. Tất nhiên Lý Vũ Quả cũng không yếu, cậu né đường kiếm kia, lôi ra bài tủ mới học được tối qua, cho Diệp Quỳnh ăn một đấm của Bảo Quyền. Nhưng Diệp Quỳnh cũng kịp cắt một vết thương nhẹ ở tay Lý Vũ Quả, cả hai người khiễng lại một nhịp. Lý Vũ Quả một bên nói lý lẽ cho Diệp Quỳnh hiểu,
Diệp Quỳnh ngơ ngác nghe những lời của Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả nhân lúc hắn đang bị ngơ ngác, dồn lực tay đấm một cú bào quyền mạnh vào người hắn. Lần này Diệp Quỳnh đã chơi thật, hắn bị thương nhưng không chịu thua. Gào rú lên, huyết mạch trong người cũng tăng cao. Lý Vũ Quả không ngờ là hắn đã bán giác tỉnh trước thời hạn mà mình đã viết trong tiểu thuyết. Cậu liền để cô bé kia ra đầu ngõ gọi quan Vân Phạm lại cứu mình. Nhưng quay mặt lại thì Diệp Quỳnh đã nhảy tới đá một cú mạnh vào người Lý Vũ Quả. Diệp Quỳnh đang định kết liễu Lý Vũ Quả thì có một huynh trưởng khác của Chân Nguyên Tông đã ngăn kịp. Vị này được mệnh danh là Tây Môn Đại Sư, cũng khá bình tĩnh. Ngăn Diệp Quỳnh lại, đưa cho Lý Vũ Quả một viên thánh dược trị liệu để xin lỗi. Lý Vũ Quả cũng nhận ra Tây Môn Đại Sư. Nhớ lại người này trong tiểu thuyết tên là Tây Môn Lãng, Chân Nguyên Tông Đại Sư huynh, con trai trưởng môn, là tên phản diện của hậu kỳ câu chuyện. Lý Vũ Quả là phản diện, kết hợp với phản diện là hợp lý rồi. Đúng lúc này thì quan Vân Phàm đã tới để ứng cứu. Nhưng đều đã được Lý Vũ Quả giải thích, Tây Môn Lãng nhìn quan Vân Phàm, nhận ra thân phận của anh ta. Lần này thì phải dè chừng Lý Vũ Quả vì có được một người thủ hạ đẳng cấp như vậy. Cả hai bên giải quyết mọi hiểu lầm, chào nhau rồi rời đi. Lý Vũ Quả lần này gặp được nhân vật chính Diệp Quỳnh, tự nhắc nhở bản thân phải nhanh chóng tu luyện, nếu không thiên phú trên người nam chính Diệp Quỳnh lỡ như huyết mạch nộ đảo Long Biên hoàn toàn giác tỉnh, thì cậu không thể thay đổi được vận thế của chuyện, mà không thay đổi được vận thế của chuyện thì về Diêm Vương lại xin cậu. Ở tập trước Lý Vũ Quả đã mua được một cô bé nô lệ vô cùng xinh đẹp, mà Lý Vũ Quả còn gặp mặt một người vô cùng quan trọng. Đó chính là Diệp Quỳnh, nhân vật chính trong tiểu thuyết mà Lý Vũ Quả viết. Giải quyết xong chuyện của mình với hắn thì Lý Vũ Quả được cô bé nô lệ mới mua kia hỏi thăm. Lý Vũ Quả hỏi han mới biết cô bé này từ nhỏ tới lớn không có tên. Thế là Lý Vũ Quả đặt tên cô bé là Quân Tuyết và Lý Vũ Quả cũng gọi kêu quan Vân Phạm gọi mình là huynh đệ để mọi người được thân thiết hơn. Quay qua quay lại thì Lý Vũ Quả phát hiện con số của nhân vật phản diện lại tăng. Có lẽ là trận đấu lúc nãy giúp phản diện quang hoàn của Lý Phụ Quả tăng lên không ít. Nhưng nó cũng làm Lý Vũ Quả mất không ít thời gian. Cả ba người đi gặp Thạch Đại Thành. Thạch Đại Thành dẫn Lý Vũ Quả vào mua một số đồ pháp bảo giá thấp nhưng phải ngon phải rẻ. Lý Vũ Quả loạng ngoằng một hồi thì chọn lấy mấy quả tuyết linh. Vũ Quả mua 5 được tặng 1. Với cái giá là 5.000 lượng, cậu còn được kèm thêm một con dao gọt hoa quả ở bên cạnh. Lúc sau ra ngoài thì cậu đưa mấy quả tuyết linh mới mua được cho Quân Tuyết ăn. Và còn sự thật về con dao gọt hoa quả kia thì đó mới là món chính. Bên trong con dao này chính là Nhiễu Chỉ Nhu, một trong 10 loại ám khí đệ nhất thiên hạ. Nghe nói là đã mất tích trong thiên hạ, ai ngờ nó lại được giấu trong con dao gọt hoa quả này. Thế là Lý Vũ Quả đem Nhiễu Chỉ Nhu tặng cho quan Vân Phạm, vì món vũ khí theo dạng này thì hợp với anh ta nhất. Quan Vân Phạm được tặng cho món đồ ngon như này thì vui không tả được, cảm ơn Lý Vũ Quả một câu rồi về nhà trước để chăm sóc vợ. Lý Vũ Quả cũng cho Quân Tuyết một bộ quần áo mới rồi về nhà. Quân Tuyết cảm nhận được lòng tốt của Lý Vũ Quả thì vô cùng cảm kích. Nhưng Lý Vũ Quả còn vui hơn cô bé, vì Quân Tuyết trong chuyện mà cậu viết là ác ma băng gia cuối cùng của thế giới này. Hai người vừa bước chân vào nhà cùng với Quân Tuyết thì Nạp Lan Mộng đã xuất hiện để hỏi về Quân Tuyết. Lý Vũ Quả chỉ mở ở ham ám nói là mua nha hoàn mới. Cậu ta còn rút ra tờ ngân phiếu 1.000 lượng đưa cho Nạp Lan Mộng. Nạp Lan Mộng cầm trong tay tờ ngân phiếu này thì tức giận, nghĩ rằng Lý Vũ Quả đã làm chuyện xấu để kiếm tiền. Lý Vũ Quả lúc này mới ngứa người, cậu vẫn quên là mình lại tạo ra khác biệt quá lớn. Tự nhiên lôi một tờ tiền to như vậy làm Nạp Lan Mộng không tin. Lý Vũ Quả nhanh mồm nói điêu rằng mình đi sửa mái nhà, kèm điện nước cho những người ở xung quanh thành. Nạp Lan Mộng nghe thấy hợp lý cũng không trách tội nữa, trong lòng có chút thay đổi ấn tượng về Lý Vũ Quả, ngỏ ý tối nay mình cùng ngủ chung phòng. Nhưng Lý Vũ Quả không đồng ý, nói rằng mình ở phòng khách luôn và nhờ Nạp Lan Mộng sắp xếp cho Quân Tuyết ở một phòng khách khác. Nạp Lan Mộng nghe thấy thế thì tức giận quay đi. Lý Vũ Quả biết Nạp Lan Mộng giận nhưng lúc này chưa phải là thời cơ tốt của cậu. Buổi tối thì Lý Vũ Quả đem tuyết linh của cho Quân Tuyết ăn, nhưng cậu lại đến không đúng lúc, vừa mở cửa ra thì thấy Quân Tuyết đang tắm. Ở kiếp trước cậu làm trai 20 mấy năm nhưng cũng chưa thấy cảnh tượng kỳ tích như này, giờ mới thấy lần đầu mà xịt cả máu mũi. Lý Vũ Quả đợi Quân Tuyết tắm xong thì đưa cho cô ấy tuyết linh quả. Quân Tuyết ăn được linh quả thì cực kỳ vui. Xong chuyện thì Lý Vũ Quả tiếp tục về phòng nghiên cứu. Huyết mạch của Lý Quảng Nghĩa là liệt hỏa giáp trùng cấp sử thi, nhưng đời sau kế thừa huyết mạch lại yếu đi. Và huyết mạch của Lý Vũ Quả chỉ là thiên lỗi mãng, bật tính lương, mà huyết mạch trong thế giới này từ cao thấy thấp thứ tự phân thành truyền thuyết, sử thi, tình lương, yêu việt, mà huyết mạch bây giờ của Lý Vũ Quả với Diệp Quỳnh lại cách nhau rất xa. Lý Vũ Quả là truyền thuyết, còn Lý Vũ Quả là tinh lương. Bây giờ cậu cần phải kiếm một cái huyết mạch mới vừa để tăng thực lực vừa để cứu mạng. Thế là Lý Vũ Quả để ý đến một con yêu mộ của thượng cổ đại yêu ở ngoài thành. Buổi đêm, một nhà hoàn tên là Tiểu Thúy cùng mấy người khác do ghen tị nên đã đến đánh đập Quân Tuyết. Mấy người này trong lòng cũng có tức giận với Lý Vũ Quả từ trước nên đến đây để trút giận. Đang cơm bạc thì lũ nha hoàn này nghe tin sai dịch đến bắt Lý Vũ Quả, thế là bọn chúng lại bỏ đi để xem màn kịch này. Ở phòng khách, Lý Vũ Quả bị Lý Ngọc Đường dẫn mấy tên quan sai đến bắt. Hắn nói rằng là Lý Vũ Quả buôn lậu muối.
Lý Vũ Quả cũng không tin lúc mình lấy hũ muối ở chỗ Thạch Đại Thành lại bị Lý Ngọc Đường nhìn thấy. Hắn còn dày công thuê một lũ người giả danh là người đã mua muối của Lý Vũ Quả. Lúc này thì Nạp Lan Mộng cũng đã tới. Nghe tin Lý Vũ Quả buôn lậu muối thì thất vọng, Lý Vũ Quả cắn răng tức giận, lần này không biết phải chứng minh như nào. Quân Tuyết một bên muốn nói hộ nhưng cũng không được, nhưng bây giờ Lý Vũ Quả đã có cách. Cậu lấy ra từ vòng tay ý niệm một đống ngân lượng vàng chói lóa. Lý Vũ Quả nói rằng mình đã buôn bán và nhập lưu ly từ một người quen, lợi nhuận từ nó phải nói là gấp đôi buôn bán muối. Vậy buôn bán lưu ly vừa an toàn vừa kiếm lời hơn thì tại sao mình phải đi bán muối chứ? Lý Ngọc Đường nghe thấy cái lý do này thì tức điên, nói rằng Lý Vũ Quả vẫn không có chứng cứ gì để chứng minh mình không buôn lậu muối, Lý Vũ Quả lại phải vào một thế khó. Nhưng rất may cậu được Thạch Đại Thành ứng cứu, ông ta dẫn thương nhân muối đến để chứng minh. Thương muối chỉ tay vào những người đã buộc tội Lý Vũ Quả buôn lậu muối, nói rằng chính bọn họ đã lén lút mua muối của mình rồi nói rằng Lý Vũ Quả buôn lậu muối cho họ. Mấy tên kia thấy kế hoạch của mình bị lộ thì định nói ra người bắt họ làm, nhưng chưa kịp nói thì đã bị Lý Ngọc Đường giận dữ cầm quả xiên táo. Hắn nói phét rằng đây là muốn diệt trừ mối họa và giúp Lý Vũ Quả rửa tội. Lý Vũ Quả nhìn hành động này là biết Lý Ngọc Đường muốn giết người diệt khẩu, thực sự hắn quá là độc ác. Mọi chuyện được giải quyết nên mọi người giải tán. Lý Vũ Quả vì muốn cảm ơn Thạch Đại Thành nên dẫn ông ta đi uống rượu, còn bỏ mặc cho Nạp Lan Mộng đang muốn nói lời xin lỗi với cậu. Lúc này Tặc Hoàng cũng đã xuất hiện, người lúc nãy báo tin cho Thạch Đại Thành chính là Quan Vân Phạm. Quan Vân Phạm, cậu ta còn muốn hỏi Lý Vũ Quả để giết luôn tên Lý Ngọc Đường đó, nhưng Lý Vũ Quả nói không, bây giờ chưa phải là lúc, một lúc nào đó cậu sẽ xử lý hắn. Nhưng tối nay phải chơi vui đã, Lý Vũ Quả rủ mọi người đến Hạnh Hoa Lâu một chuyến, Quân Tuyết nghe mọi người muốn đến Lầu Xanh thì không chịu đi. Thế là Lý Vũ Quả lại dỗ dành hỏi chuyện lúc nãy cô bé bị ức hiếp, rồi còn hứa sau này sẽ không để Quân Tuyết bị ức hiếp như thế nữa. Quân Tuyết nghe những lời này thì mê như điếu đổ, nhưng Lý Vũ Quả còn phải đến Lầu Xanh xem có Thúy Kiều không đã, mọi người đến Hạnh Hoa Lâu uống rượu. Nhưng uống rượu chỉ là một phần mục đích của Lý Vũ Quả, cậu ta đến đây còn là vì tìm Bệnh Linh Lung, người đầu ấp tay gối bên cạnh Lý Ngọc Đường. Nhưng mà Bệnh Linh Lung là gái xanh đứng đầu Hạnh Hoa Lâu, nên cậu phải biếu cho lão bà ở đây một chút ít đồ, cùng với lý do chính đáng thì mới được gặp Bạch Linh Lung. Bạch Linh Lung đang trong phòng trang điểm, thấy Lý Vũ Quả vào thì không tiếp, dọa cậu ta rời đi, nhưng Lý Vũ Quả chỉ bình tĩnh, nói rằng mình biết tung tích của đệ đệ cô ấy, nhưng Bạch Linh Lung không tin, cô ta đã nhờ Lý Ngọc Đường tìm nó 3 năm nay đều không thấy. Làm sao mà Lý Vũ Quả biết được? Lý Vũ Quả biết cô nàng này sẽ không tin, nói ra một cái lý lẽ rõ ràng, vạch trần sự thật về Lý Ngọc Đường, khiến cho Bạch Linh Lung hiểu ra, khóc lóc dựa vào người Lý Vũ Quả muốn biết thông tin người đệ đệ mất tích. Lý Vũ Quả nói rằng đệ đệ của cô ấy đang ở bãi tha ma ngoại ô cách đây 10 dặm. Thế là sáng hôm sau, Bạch Linh Lung đến kiểm chứng lời nói của Lý Vũ Quả ở bãi tha ma. Lý Vũ Quả cho Bạch Linh Lung xem một cái xác đã bị mất một chân. Bạch Linh Lung nhìn qua thì đây đúng là đệ đệ cô ấy đã bị mất một chân, mất một tay là dương quá, còn đệ đệ cô ấy giờ là âm quá. Lý Vũ Quả còn cho Bạch Linh Lung biết người giết đệ đệ cô ấy chính là Lý Ngọc Đường. Giờ đây Bạch Linh Lung cũng đã hận đến tận xương Lý Ngọc Đường. Hỏi Lý Vũ Quả có cách nào để xử hắn không? Lý Vũ Quả liền cho cô ấy một phương pháp. Lý Ngọc Đường có một sổ sách, trên đó có chứng cứ cấu kết với ma tặc. Chỉ cần Bạch Linh Lung nghĩ cách lấy được cuốn sổ đó ra, thì Lý Vũ Quả có cách làm lỗ tẩy bộ mặt thật của hắn. Mà nếu có tin tức gì có thể giấu ở chỗ hoang cửa sổ phòng, Quan Vân Phạm có thể giúp cô ấy truyền tin. Thế là Lý Vũ Quả đã chuẩn bị một món quà cho Lý Ngọc Đường. Giờ thì cũng đã đến lúc sáng tạo chút phúc lợi cho bách tính Nạp Lan Thành rồi. Lý Vũ Quả ra ngoài chiêu mộ nhân công, tạo công việc cho nhân dân, khai hoang vùng đất 10 dặm quanh ngoại thành, mỗi ngày làm là một đấu mì. Chỉ cần bọn họ gia nhập lao động thì Lý Vũ Quả sẽ phát mì trắng. Mọi người vẫn chưa tin, nhưng đã có một thanh niên gia nhập và đòi hỏi được cho trước một đấu mì. Thế là thanh niên này đã được Lý Vũ Quả tặng thêm một đấu nữa. Giờ thì mọi người tin rồi, chen chúc nhau để được gia nhập. Nạp Lan Mộng cũng đã xuất hiện để xem cảnh tượng này. Lý Vũ Quả đã tập hợp đủ mọi người thì bắt đầu dẫn họ đi khai hoang lập địa. Mọi người được trả công thì sung sức vô cùng, cùng nhau đi khai hoang lập địa. Nạp Lan Mộng đứng đằng sau nhìn, trong lòng đã thay đổi mọi ấn tượng về Lý Vũ Quả. 3 ngày sau, Lý Vũ Quả đang định đi thăm mọi người khai hoang thì Quan Vân Phàm đến báo tin là Quân Tuyết bị bắt đi. Thế là Lý Vũ Quả ra dụng đất ở ngoại thành xem. Ở đây đã bị một đám ma tặc đến quấy rối, sau đó toàn bộ đều chết cả. Quan trọng hơn là Quân Tuyết bị ma tặc bắt đi. Lúc này Nạp Lan Mộng cũng đã đến. Cô ấy hỏi chuyện thì được Lý Vũ Quả cho biết là Quân Tuyết bị ma tặc bắt đi. Lý Ngọc Đường cũng đi theo sau, nói rằng đây là do ma tặc Linh Giả Sơn làm. Nhưng thực ra những ma tặc Linh Giả Sơn này đều là do Lý Ngọc Đường kêu đến để giết Lý Vũ Quả, nhưng không làm được còn bắt Quân Tuyết đi. Giờ Lý Vũ Quả muốn đi cứu Quân Tuyết ngay lập tức, nhưng bị Nạp Lan Mộng ngăn lại. Ở tập trước, Lý Vũ Quả đã bắt đầu lên kế hoạch phát triển nơi mình đang sống.
nhưng vừa mới chuẩn bị thì đã gặp điều không may, Quân Tuyết đã bị bọn ma tặc Linh Xà Sơn bắt đi. Mà lũ ma tặc Linh Xà Sơn này lại chính là do Lý Ngọc Đường giấu tay gọi đến. Giờ thì Lý Vũ Quả chỉ muốn đi cứu Quân Tuyết, nhưng Quan Vân Phạm đã ngăn cậu ta lại. Anh nhìn qua lũ ma tặc chết ở dưới đất, đoán là do độc dược của Độc Hoàng giết, mà Độc Hoàng đến đây truy sát Quan Vân Phạm là vì vợ anh ta, cũng chính là muội muội của Độc Hoàng. Lý Ngọc Đường thấy vụ này hơi căng nên tính bài chuồn. Hắn ta khi nhìn thấy Quan Vân Phạm nên cũng vì hơi sợ. Quan Vân Phạm xem xét mọi chuyện thì muốn tự mình đi giải quyết vấn đề của mình này, nhưng Lý Vũ Quả là một người anh em tốt, làm sao mà lại bỏ huynh đệ chứ? Nạp Lan Mộng một bên không hiểu Quân Tuyết có gì quan trọng với Lý Vũ Quả như vậy, trong lòng cô ấy chắc có hơi ghen. Nhà hoàn Tiểu Thúy một bên thấy Lý Vũ Quả với Quan Vân Phạm đi vào chỗ chết thì chúc mừng Nạp Lan Mộng đã bỏ đi được cục nợ này. Nhưng vừa thốt được câu này thì Tiểu Thúy đã bị Nạp Lan Mộng tát cho mù cú, gãy cụ nó hàng tiền đạo. Vì bây giờ Lý Vũ Quả cũng đã lấy được lòng Nạp Lan Mộng, nên nói linh tinh Lý Vũ Quả là Nạp Lan Mộng quạt luôn. Nạp Lan Mộng không để Lý Vũ Quả đi như vậy, vội đuổi theo, Tiểu Thúy cùng Lý Ngọc Đường ở lại. Lý Ngọc Đường lại bắt đầu giở trò. Thấy Tiểu Thúy vừa bị đánh nên đã cố tình rót những lời đường mật vào tai cô ta, thao túng tâm lý làm cho Tiểu Thúy cũng muốn đi theo Lý Ngọc Đường. Lúc này Lý Vũ Quả và Quan Vân Phàm đã đến được chỗ của Độc Hoàng ở. Lý Vũ Quả dùng công nghệ cao nên đã nhanh chóng tìm được túp lều mà hắn ta ở. Nhưng bất ngờ cả hai người phát hiện ở trên người mình lại mọc lên mấy cây nấm kỳ lạ. Người hạ độc chính là Độc Hoàng, hắn bây giờ mới xuất hiện, mà độc trên người Lý Vũ Quả với Quan Vân Phàm lan càng ngày càng nhanh. Giờ Lý Vũ Quả không biết làm thế nào để đối phó với Độc Hoàng. Đúng lúc này thì Làm Lan Mộng xuất hiện, cô ấy cầm cây giáo của mình xông pha đến đánh Độc Hoàng. Độc Hoàng cũng không ngại, lần này chiến với Nạp Lan Mộng một phen, hắn phi về phía Nạp Lan Mộng một loại độc kinh. Nạp Lan Mộng may mắn né được mà đáp đất, cô ấy tiếp tục xông pha lên. Nhưng đổi nghịch với sự nghĩa khí cứu chồng của Nạp Lan Mộng thì Lý Vũ Quả lại chạy mất dép đi đâu đó. Nạp Lan Mộng thấy Lý Vũ Quả chạy thì phân tâm, tưởng rằng cậu ta bỏ mình mà chạy. Độc Hoàng cũng không phải đứng im nhìn, hãy nhân lúc Nạp Lan Mộng phân tâm thì phi mấy cây kim độc vào người Nạp Lan Mộng. Nạp Lan Mộng bị trúng độc nhưng không thể không chiến đấu, cô ấy chặn bát huyệt của mình để tạm thời ngăn độc. Giờ thì quyết chiến thật sự với Độc Hoàng, Nạp Lan Mộng biến ra huyết mạch ngũ trảo kim long của mình. Đôi bàn tay là bộ móng vuốt cực kỳ dũng mãnh, nhanh nhẹn lao đến tấn công liên tục vào người Độc Hoàng. Đông Hoàng dùng động kinh hiên để làm khó Nạp Lan Mộng, cả hai bên đang chuẩn bị sát lá cả thì Lý Vũ Quả xuất hiện và ngăn lại. Thì ra nãy cậu bỏ đi là đi cứu Quân Tuyết. Nạp Lan Mộng thấy Lý Vũ Quả vứt bỏ mình chỉ để cứu Quân Tuyết thì có hơi chạnh lòng. Lúc này thì Vũ Quả muốn đàm phán với Độc Hoàng, cậu hỏi ông ta có phải dạo này đang bị giảm sút phong độ khi động phòng không. Độc Hoàng nghe thấy câu hỏi này thì xấu hổ không biết giấu vào đâu. Lý Vũ Quả nắm bắt được điều này, đưa ra 3 viên thuốc thần dược có thể giúp hắn ta đêm chiến như rồng. Thế là Độc Hoàng thò ra lấy thử một viên, vừa nuốt vào thì có một cảm giác bùng cháy. Thuốc này trong cơ thể ông ta lại có thể khiến từ gu ra trong chốc lát từ võ linh tiến giai đến võ vương, mà điều quan trọng hơn là chi thứ 5 của ông lại hót vang càng đét. Độc Hoàng thấy Lý Vũ Quả đã giải được chứng bệnh khó chữa của mình và còn giúp mình thăng cấp lên võ vương nên đã cho bọn họ những viên thuốc giải độc. Lý Vũ Quả, Quan Vân Phàm và Nạp Lan Mộng đều đã có thuốc giải, mọi chuyện được giải quyết nên Độc Hoàng rời đi. Nhưng vừa bước được vài bước thì Lý Vũ Quả đã ngăn lại, cậu ta nói rằng có hai chuyện muốn nhờ vào phần thưởng chính là 2 viên thần dược còn lại. Độc Hoàng thấy mùi ngon liền quay mặt lại nghe thử. Điều thứ nhất mà Lý Vũ Quả muốn nói chính là toại nguyện cho Quan Vân Phàm và em gái của Độc Hoàng đến với nhau. Lúc đầu khi Độc Hoàng nghe thấy yêu cầu này thì không đồng ý, nhưng sau một hồi giải thích tận tình thì hắn ta cũng đã hiểu được tình cảm cao cả mà Quan Vân Phàm trao cho em gái mình. Thế nên Độc Hoàng đã đồng ý cho Quan Vân Phàm và em gái mình đến với nhau. Nói tiếp điều thứ hai, Lý Vũ Quả muốn nhờ Độc Hoàng tiêu diệt sơn tặc Xà Sơn và yêu thú bá chủ ở đó. Độc Hoàng cảm thấy cũng được, chỉ cần chia một nửa yêu thú đó ra cho hắn một phần. Lý Vũ Quả nhanh chóng chốt đơn kèo này, đưa cho Độc Hoàng nốt 2 viên thần dược kia và mời hắn đến ở Nạp Lan Thành vài ngày. Đối với Lý Vũ Quả, 3 viên thần dược này đã kiếm lời cũng khá nhiều, không chỉ kiếm lời ngoài mặt mà thanh phản diện ở trên hệ thống cũng đã tăng lên thành 7%. Nhưng thành phần trăm của nhân vật chính Diệp Quỳnh cũng đã tăng lên. Nhiệm vụ cấp bách của Lý Vũ Quả bây giờ là nhanh chóng tiến về Linh Xà Sơn, thay đổi huyết mạch của mình. Mọi người vẫn đang trú ngụ tạm ở đây một lúc. Lý Vũ Quả nhờ vào hương vị hiện đại đã nướng ra một con rắn thơm ngon tuyệt hảo, làm cho Độc Hoàng thèm nhỏ dãi. Muốn ăn quá nhưng Lý Vũ Quả đòi phải mua bằng tiền. Độc Hoàng do miếng ăn nên lôi ra con dao căm có kịch độc cực kỳ mạnh của mình. Lý Vũ Quả thấy kèo này lại thơm rồi, đưa cho Độc Hoàng một phần. Lúc này Lý Vũ Quả cũng nhớ ra tặng cho Nạp Lan Mộng một lọ nước hoa của hãng bên châu Âu. Hai vợ chồng đang vui vẻ thì bất ngờ một đám ma tặc từ đâu bao vây. Thì ra lũ người này đến từ Linh Xà Sơn. Tin cầm đầu trong đám là La Kiệt, nhị đương gia của Linh Xà Sơn.
Bọn chúng biết Lý Vũ Quả đang dẫn người đến Linh Xà Sơn nên đến đây chiến trước. Lý Vũ Quả vừa xuất chiêu đã đánh bay ba tên, Nạp Lan Mộng Cung cầm vũ khí của mình lên, chạy ra tiếp ứng cho Lý Vũ Quả. Nhưng tên La Kiệt không biết từ đâu xuất hiện, nhắm thẳng người Nạp Lan Lộn mà ra đòn. May mà có Lý Vũ Quả ngăn lại đúng lúc, đấm cho hắn một cú veo mồm rồi bay ra xa. Nạp Lan Mộng nhân lúc này thì thị uy sức mạnh thì hỏi hắn ai là người nói tin tức cho Linh Xà Sơn rằng Lý Vũ Quả đang đến. Nhưng La Kiệt lại không nói, còn bất ngờ xoay người, bắn một mũi phi tiêu độc vào người Nạp Lan Mộng. Nạp Lan Mộng trúng cái phi tiêu độc này nên ngã xuống. La Kiệt một bên đang cười to thì bị Độc Hoàng xử tử. Vấn đề cấp bách bây giờ của Lý Vũ Quả là cứu Nạp Lan Mộng. Cậu ta lệnh cho Quân Tuyết đi cùng với Quan Vân Phạm, bọn họ sẽ gặp nhau ở suối Thông Minh. Nhưng một bất ngờ khác lại xuất hiện, tên Diệp Quỳnh không biết từ đâu đến đây, nói rằng Lý Vũ Quả đang định mưu phản nên hắn muốn thay trời hành đạo. Lý Vũ Quả cắn răng tức giận, bây giờ cậu không thể đắc tội với Chân Nguyên Tông, ở thế khó không biết phải làm như thế nào. Đột nhiên Quan Vân Phạm ở bên phi một đống lựu khói về chỗ lũ người Diệp Quỳnh, bọn người cũng nhân lúc này chạy trốn, nhưng vết máu của Nạp Lan Mộng để lại thì vẫn bị Diệp Quỳnh phát hiện. Lúc này Lý Vũ Quả đã đưa Nạp Lan Mộng đến một nơi an toàn, cậu ta vì thấy Nạp Lan Mộng đang dần rơi vào nguy hiểm nên muốn hút độc. Nạp Lan Mộng có hơi ngại nhưng tình huống cấp bách cũng phải để cho Lý Vũ Quả giúp mình hút độc, hai người trú tạm ở đây đến tối. Nạp Lan Mộng lần đầu gần gũi như thế này với Lý Vũ Quả sau nhiều năm lấy nhau, cô ấy cũng cởi mở nói ra cho Lý Vũ Quả sự thật về hôn ước của mình với cậu ta. Lý Vũ Quả nghe xong thì chỉ cười, lại gần ôm lấy và nói những lời ngọt hơn đường. Đi sâu vào trong trái tim của Nạp Lan Mộng, Nạp Lan Mộng ngại ngùng quá, kiếm cớ ngủ thiếp đi. Lý Vũ Quả chỉ biết người quan sát trong lúc Nạp Lan Mộng ngủ, nhưng cậu lại bất ngờ phát hiện có tiếng chân người. Thế nên nhanh chóng bế Nạp Lan Mộng trốn đi. Đúng là Diệp Quỳnh cùng mấy đệ tử khác của Chân Nguyên Tông đã đến đây. Hắn nhìn đám lửa còn đốt dở của Lý Vũ Quả mà tìm xung quanh. Lý Vũ Quả nấp trong bụi đã bí mật giấu Nạp Lan Mộng đi, định dùng bịch máu giả để lừa Diệp Quỳnh. Nhưng chưa kịp triển khai kế hoạch thì đã bị người của Diệp Quỳnh phát hiện. Cả một đám đệ tử cùng với Diệp Quỳnh đuổi theo Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả đi đến bên bờ hồ thì bị vấp chân, không thể chạy tiếp, chỉ có thể đối mặt với Diệp Quỳnh cùng những đệ tử của Chân Nguyên Tông. Diệp Quỳnh chưa gì đã nóng máu, bắn một tia xích phá vào chân Lý Vũ Quả, làm cho cậu không thể chạy được. Nhưng Diệp Quỳnh chưa kịp kết liễu Lý Vũ Quả thì một con quái vật ở dưới hồ xuất hiện, làm cho mấy người đệ tử của Chân Nguyên Tông chạy mất dép. Con quái vật nhô lên ở dưới hồ là Long Vương Quy, một con rùa biển to chả bá lửa. Long Vương Quy há mồm đớp lấy Lý Vũ Quả. Diệp Quỳnh thấy Lý Vũ Quả lần này ắt chết nên cũng bỏ đi, vì nghĩ rằng kiểu gì Lý Vũ Quả cũng về trời. Nhưng không, Lý Vũ Quả không chết, cậu còn tìm được một cái huyết mạch ở chỗ thượng cổ đại yêu vệ linh thú. Thì ra cậu đã mua chuộc được Long Quy Vương, cho ông ta một đống hàu lạnh siêu ngon. Mà lý do Lý Vũ Quả biết Long Quy Vương thích hút hàu tươi là vì cậu ta là người viết ra thế giới này thì sao lại không biết. Lý Vũ Quả cũng muốn nhờ Long Phi Vương bảo hộ trong lúc Lý Vũ Quả dung hợp yêu nguyên huyết mạch của mình. Long Quy Vương thấy thức ăn ngon phía trước, mà Lý Vũ Quả còn hứa mỗi tháng sẽ đem đồ ăn ngon đến nên không thể không đồng ý, còn hướng cho cậu ta đến Linh Xà Tuyền để dung hợp huyết mạch. Lý Vũ Quả đến Xà Tuyền, bắt đầu màn dung hợp huyết mạch cực kỳ khó khăn của mình, nhưng vừa vào việc đã gặp nguy hiểm, phỡ hồn thú yêu trong quả cầu đang muốn nuốt chửng Lý Vũ Quả. Long Quy Vương một bên thấy như vậy nhưng cũng giúp, ở trong tâm trí Lý Vũ Quả, con nhện là huyết mạch của cậu đang vào thì khó khi bị vệ hồn thú tấn công, nhưng may là đã có Long Quy Vương đến giúp, khóa chặt con phải hồn thú kia để Lý Vũ Quả nuốt chửng hệ hồn thú và bắt đầu dung hợp huyết mạch. Huyết mạch dung hợp xong thì như thế nào mọi người nhớ xem tập sau nhé. Ở tập trước Lý Vũ Quả đã bị nhóm người của Diệp Quỳnh truy sát, may sao lại mua chuộc được Long Quy Vương, nhờ đó mà được cứu một mạng, lại còn lấy được một cái huyết mạch mới, một cái huyết mạch trông mạnh nhưng vô cùng nguy hiểm. Nó là ma, thiên ma chi phủ. Long Quy Vương vì lo lắng mà nhắc nhở cho Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả có được sức mạnh mới thì hưng phấn vâng lời Long Quy ra. Nhưng cậu đột nhiên phát hiện có ai đó ở ngoài, đang định đánh cho hai người lén lút này một cái thì phát hiện đó là Quan Vân Phàm và Quân Tuyết. Quan Vân Phàm và Quân Tuyết đã tìm Lý Vũ Quả xung quanh núi này từ rất lâu, vì Diệp Quỳnh lúc thấy Lý Vũ Quả bị Long Quy Vương đánh thì cứ tưởng là cậu ta chết rồi, về báo tin cho mọi người ở Nạp Lan Thành rằng Lý Vũ Quả đã chết, mà Lý Vũ Quả đã ở trong Xà Tuyền 7 ngày không ra ngoài nên mọi người rất lo lắng. Quan Vân Phàm cũng cho Lý Vũ Quả biết Lý Ngọc Đường nhân lúc Lý Vũ Quả không ở nhà mà quấn lấy Nạp Lan Mộng. Bây giờ Quan Vân Phàm chỉ muốn Lý Vũ Quả xử luôn Lý Ngọc Đường. Lý Vũ Quả cũng biết không thể giữ thêm con sâu Lý Ngọc Đường này ở trong nhà nữa, hỏi Quan Vân Phàm chứng cứ bên phía Linh Lung Cô Nương đã thu thập được chưa. Quan Vân Phàm báo tin là bên Linh Lung Cô Nương đã hoàn thành việc lấy danh sách những kẻ cấu kết với Lý Ngọc Đường, mọi việc đã được chuẩn bị. Lý Vũ Quả bảo Quan Vân Phàm và Quân Tuyết về nhà trước, còn cậu thay quần áo và đi hóng hớt ở chỗ Linh Xà Sơn. Linh Xà Sơn hiện tại đang phải đối đầu với những người Chân Nguyên Tông. Đám đệ tử của Chân Nguyên Tông đến Linh Xà Sơn là theo lời của Diệp Quỳnh, ở đây có hỏa tinh. Diệp Quỳnh nghe lời Lý Ngọc Đường ở đây có hỏa tinh, nên lúc trước đã giúp Lý Ngọc Đường truy sát Lý Vũ Quả.
giờ thì Linh Xà Sơn vào thế khó. Trại chủ ở đây tên là Mã Đại Cáp, hắn lúc trước cũng đã cấu kết với Lý Ngọc Đường, nhưng giờ thì bị Lý Ngọc Đường quay xe, bán mạng Linh Xà Sơn cho người khác. Mã Đại Cáp cùng anh em không còn gì để mất, lao lên chiến với đội hình của Chân Nguyên Tông, nhưng chỉ một mình Tây Môn Đại Sư đã cản lại được mấy người bên Linh Xà Sơn. Lý Vũ Quả hóng đờ ra ma sau cục đá mà cũng cảm nhận được uy lực từ đòn đánh của Tây Môn Đại Sư, đây đúng là võ linh đỉnh phong. Nhưng đột nhiên Diệp Quỳnh cũng phát giác ra Lý Vũ Quả trốn ở đó, ném hai cái phi tiêu vào người Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả nhanh nhẹn lấy một thanh kiếm màu đỏ ra chắn lại. Diệp Quỳnh thấy Lý Vũ Quả còn sống thì cay cú, lúc nào hắn cũng muốn giết Lý Vũ Quả. Một cô gái ở trong đám người Chân Nguyên Tông tên là Vân Tiêm Trần phát hiện ra trên tay Lý Vũ Quả cầm kiếm của Huyết Y Môn, mà Huyết Y Môn có lẽ là một gia tộc đối địch với Chân Nguyên Tông, nên Diệp Quỳnh lại được lý do muốn lao lên giết Lý Vũ Quả. May mà có Tây Môn Đại Sư ngăn lại. Lý Vũ Quả lúc này mới lên tiếng, cậu kể cho mọi người việc mình bị Long Quy Vương đem về giáo huyệt. Ở đây Lý Vũ Quả mới phát hiện Long Quy Vương đã giết một đám người Huyết Y Môn, thu hoạch được rất nhiều hóa thạch, mà bây giờ Mã Đại Cáp một viên linh thạch cũng không lấy ra được. Vậy thì hỏa tinh bên chỗ Huyết Y Môn có lẽ lấy từ nơi này ra. Mà chứng cứ cho việc đó, Lý Vũ Quả đang cầm trên tay hai bình xà tuyền Lý Vũ Quả mạo hiểm lấy ra được và đao của Huyết Y Môn. Lý Vũ Quả nhớ có chứng cứ và lời lẽ xác đáng thì đã giải quyết được sự việc của Chân Nguyên Tông và Linh Xà Sơn, mọi người không đánh nhau nữa. Lý Vũ Quả giải quyết mâu thuẫn đôi bên xong thì gọi Tây Môn Đại Sư lại nói chuyện nhỏ với anh ta. Lý Vũ Quả đưa cho Tây Môn Đại Sư bình xà tuyền để anh ta về đưa cho trưởng môn. Từ đó giúp Tây Môn Đại Sư lấy lòng được trưởng môn, lập công lớn, mà Lý Vũ Quả với Tây Môn Đại Sư lại bị càng thêm thân thiết. Hai nhân vật phản diện kết hợp với nhau thì đúng là hết bài. Tây Môn Đại Sư nói chuyện nhỏ với Lý Vũ Quả xong quay ra tuyên bố với các huynh đệ là hỏa tinh quả thật bị người của Huyết Y Môn cướp đi. Bây giờ họ sẽ quay về báo cho trưởng môn và trưởng lão. Diệp Quỳnh nghe màn quyết định này của huynh trưởng thì không đồng ý, nhưng Tây Môn Đại Sư đã quyết. Huống chi lần này người đem tin tức sai lệch tới là Diệp Quỳnh, nếu như về tay không thì Diệp Quỳnh sẽ bị ăn gậy ngay. Những người huynh đệ khác của Chân Nguyên Tông nghe cũng hợp lý. Họ còn nói xấu về việc Diệp Quỳnh đem tin tức giả tới, hòng chuộc lấy công. Vân Tiêm Trần cũng đồng ý với quyết định này, quay về báo cáo với trưởng môn và trưởng lão. Vân Tiêm Trần cũng rất thông minh, cô ấy muốn trao đổi một ít xà tuyền với Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả thấy vẻ đẹp trời ban của Vân Tiêm Trần thì đứng hình. Một lúc sau mới ra giá là 1.000 viên linh thạch đổi một bình xà tuyền. Lý Vũ Quả còn sát lại người Vân Khiêm Trần. Vân Khiêm Trần không thèm để ý nữa, tức giận bỏ đi. Tây Môn Đại Sư cũng cùng những huynh đệ khác cảm ơn Lý Vũ Quả rồi rời đi. Lúc này chỉ còn lại Lý Vũ Quả với người của Linh Xà Sơn. Linh Xà Sơn kể hết chuyện của mình bị Lý Ngọc Đường ép cho Lý Vũ Quả nghe. Lý Vũ Quả cũng hiểu cho họ, dẫn người của Linh Xà Sơn về tính sổ Lý Ngọc Đường. Lúc này Lý Ngọc Đường vẫn đang ở cùng với Nạp Lan Mộng trên cổng của Nạp Lan Thành. Lý Ngọc Đường từ lúc không có Lý Vũ Quả ở đây vẫn luôn muốn kết hôn với Nạp Lan Mộng. Nhưng Nạp Lan Mộng tin rằng Lý Vũ Quả chưa chết và không bao giờ đồng ý. Đúng lúc này thì Lý Vũ Quả cưỡi ngựa cùng với người của Linh Xà Sơn về. Lý Ngọc Đường thấy Lý Vũ Quả về thì ra lệnh cho binh lính đóng cửa thành, phóng tiễn. Nạp Lan Mộng muốn ngăn lại thì đám binh lính trong thành lại không còn nghe lời Nạp Lan Mộng nữa. Lý Ngọc Đường vì muốn khống chế Nạp Lan Mộng lên đã bắt lấy lũ nha hoàn làm con tin, ép Nạp Lan Mộng phải tuyên bố với mọi người rằng Lý Ngọc Đường chính là con rể mới của Nạp Lan Thành. Nạp Lan Mộng trong lúc khốn khó không biết phải làm như nào, hét lớn về phía Lý Vũ Quả đang cưỡi ngựa đến đây, rằng mình và cậu ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Lý Vũ Quả cùng Mã Đại Cáp không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghĩ lại Lý Vũ Quả cũng hiểu Nạp Lan Mộng đang bị uy hiếp, lấy ra một quả pháo hoa ném lên trời làm tín hiệu. Lúc này ở chỗ Lý Ngọc Đường, Độc Hoàng và Quan Vân Phàm cũng đã xuất hiện, quẹt một đường lấy đi hàng chục quả táo. Những người anh em tốt của Lý Vũ Quả nhận được tín hiệu nên đã ra tay. Độc Hoàng xuất hiện làm mấy tên lính canh dưới trướng Lý Ngọc Đường sợ mà chạy mất dép. Từ đó mấy nha hoàn của Nạp Lan Mộng cũng được giải thoát. Lý Vũ Quả ở dưới biết các huynh đệ của mình đã ra tay, xung ngựa công thành để báo thù cho các huynh đệ, nhưng một tên trẻ trâu nào khác lại xuất hiện chặn đường cậu ta. Hắn cùng mấy tên khác cưỡi trên một con hỏa lang có cấp bậc võ sư, nhưng Lý Vũ Quả không hề ngao ngán, nhảy xuống ngựa kêu lũ người kia một phát lên hết đi. Tên cầm đầu trong đám cưới hỏa lang là Trương Vĩ, hẳn là phó hiệu ý dưới trướng của Lý Ngọc Đường, cầm một cây đao to chà bá nên có vẻ khá là chiến. Gọi ra bốn con hỏa lang lao tới cắn xé Lý Vũ Quả, nhưng Lý Vũ Quả bình tĩnh, can chuẩn một đường kiếm chém cả bốn con hỏa lang thành rượu mận. Trương Vĩ có hơi giật mình không ngờ Lý Vũ Quả lại là đại võ sư. Lý Vũ Quả biết Trương Vĩ đang sợ, bèn chấp hành vứt cây kiếm đi dùng tay không. Trương Vĩ thấy Lý Vũ Quả khinh mình, vác con dao thái thịt lợn đến chém Lý Vũ Quả. Nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì đã có vô số sợi xúc tu cuốn lấy hắn. Những sợi xúc tu theo sự điều khiển của Lý Vũ Quả bóp nghẹt Trương Vĩ. Nó bóp đến nỗi cái xác của Trương Vĩ cũng không thấy đâu. Mấy tên đi cùng Trương Vĩ thấy thế nên sợ vãi đái, toát mồ hôi lạnh đồng ý đi theo Lý Vũ Quả báo thù Lý Ngọc Đường. Giờ Lý Vũ Quả đã có thêm anh em, cùng nhau xông pha về Nạp Lan Thành.
Lý Ngọc Đường ở trên cổng thành thấy tình hình không ổn, không ngờ mấy tên đi theo mình mà cũng phản bội. Lúc này thì Bạch Linh Lung cũng đã cầm chứng cứ phạm tội của Lý Ngọc Đường đến, nhưng mà không biết đoạn này tác giả lại làm như thế nào. Mà Bạch Linh Lung lại chạy đến chỗ Lý Ngọc Đường như kiểu bảo, này lấy em làm con tim này. Lý Ngọc Đường như thấy mùi ngon đớp lấy Bạch Linh Lung làm con tim. Nhưng mà Lý Vũ Quả lại không thèm quan tâm đến Bạch Linh Lung. Cô ấy rõ ràng là nữ nhân của Lý Ngọc Đường, làm sao mà Lý Vũ Quả phải quan tâm. Lý Ngọc Đường nghe thấy thì cay cú, không chú ý mà điên lên muốn bóp chết Bạch Linh Lung. Lúc này Lý Vũ Quả cũng ra hiệu cho Quan Vân Phàm. Quan Vân Phàm hiểu ý dùng nhiễu chỉ khu cắt đi bàn tay của Lý Ngọc Đường. Giờ thì hắn như món ăn ở sẵn trên đĩa, Lý Vũ Quả cũng đã lên được đến thành. Chặn nốt đường chạy cuối cùng của hắn, Lý Ngọc Đường không còn biết phải làm gì nữa, cầm một cây giáo lên liều chết với Lý Vũ Quả. Nhưng bây giờ huyết mạch của Lý Ngọc Đường chỉ là con tép đối với Lý Vũ Quả. Cậu ta lôi ra huyết mạch mà mình mới có được để đối đầu với Lý Ngọc Đường. Những sợi xúc tu khóa chặt Lý Ngọc Đường, Bạch Linh Lung cũng nhân cơ hội này cầm lấy con dao trồi dậy đâm thẳng vào tim Lý Ngọc Đường. Trả thù cho đệ đệ của mình, thế là con ác thú Lý Ngọc Đường đã bị tiêu diệt. Bạch Linh Lung khóc lóc cảm ơn Lý Vũ Quả, Quan Vân Phàm cũng được thêm phần bái phục cậu ta. Lý Vũ Quả cũng vui mừng, nhưng cái vui mừng đó là bây giờ cậu ta sẽ cùng Quan Vân Phàm đi lấy 20 vạn ngân lượng mà Lý Ngọc Đường đã tư lợi trong lúc hắn còn sống. Thông tin Lý Ngọc Đường mưu phản ở Nạp Lan Thành đã lan rộng, mấy đệ tử ở Chân Nguyên Tông cũng đã biết được, Vân Tiêm Trần là người đầu tiên nhận được thông tin này. Diệp Quỳnh biết được cũng lại bắt đầu cho rằng Lý Vũ Quả đã lên kế hoạch biến Lý Ngọc Đường từ người tốt thành kẻ xấu. Vân Tiêm Trần một bên không quan tâm, lấy cây kiếm của mình ra làm bán lốt rồi đến Nạp Lan Thành có việc. Vân Khiêm Trần đợi lúc trời tối thì canh canh mò vào phòng của Lý Vũ Quả. Lý Vũ Quả ngồi tu luyện trong phòng cũng ngửi được mùi của Vân Khiêm Trần, nói cô ấy không cần phải lấy lén lút lút nữa, vào đây mặt đối mặt cho nó máu. Vân Khiêm Trần biết mình đã bị phát hiện, không giấu giếm nữa tháo khăn che mặt ra, xong nói mục đích đến đây là vì. Vì cái gì thì anh em nhớ phải xem tập sau nhé và đón xem thêm những bộ truyện vô cùng hay ở trên kênh Triệu Gia nha. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!